Xin mời quý mở sách trang 20. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chúc tình ngày thơ ngóng trông. Trong thánh thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng linh hồn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tình Chúa yêu, con phó dâng linh hồn. Cùng với giáo khu Đức Mẹ Fatima, gia đình sứ đạo, chúng con hiện diện trước tôn nhân Chúa để phó dâng từng người, từng gia đình trong giáo khu chúng con và trong toàn thể gia đình sứ đạo chúng con. Lạy Chúa, hành trình cuộc đời của người Kitô hữu là một hành trình theo Chúa, và theo Chúa thì Chúa đòi mỗi người chúng con phải hy sinh từ bỏ. Xin cho mỗi người chúng con mỗi ngày, mỗi trung kiên theo Chúa hơn, mỗi từ bỏ những tính mê nết xấu của mình, để sống cho Chúa, sống cho anh chị em chúng con. Và đặc biệt, hôm nay cùng với giáo khu Đức Mẹ Fatima, chúng con cũng hiệp ý cầu nguyện cho Cha đặc trách Gioan nhân kỷ niệm 10 năm Chúa ban cho Ngài hồng ân thánh chức linh mục. Chúng con xin cùng với Cha Gioan để tạ ơn Chúa vì hồng ân này, vì qua ơn ban linh mục của Chúa mà gia đình chúng con, gia đình sứ đạo chúng con được hưởng biết bao hồng ân. Giờ đây chúng con cũng dâng lên Chúa những nhu cầu ước nguyện của từng người. Xin Chúa thương ban ơn chúc phúc lành và đồng hành cùng mỗi người chúng con. Xin Chúa mở lòng trí chúng con phút giây này để chúng con lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Marco. Khi ấy Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm,
mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có kẻ, có nhiều kẻ trước nhất sẽ trở nên rốt hết và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng họ sẽ được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, ruộng nương và chúa thêm. Cùng với sự bắt bớ, đã bị bắt bớ thì còn gì là nhà cửa, ruộng nương. Như vậy, chắc chắn Chúa không hứa ban cho các môn đệ đời sống dễ dãi về vật chất. Nhưng đúng hơn, Chúa sẽ ban gấp trăm trong đời sống tinh thần và nhất là được hưởng sự sống đời đời. Vậy tôi đang mong chờ điều gì khi tin vào Chúa và đi theo Chúa? Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng giống như các tông đồ ngày xưa, dù tin theo Chúa nhưng vẫn hoang mang lo lắng và tính toán theo kiểu người đời. Xin giúp gia đình con biết xác tín vào lời Chúa hứa để chúng con thực sự trở thành môn đệ của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vị của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền về tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cây nơi Chúa. Lạy Cha đứng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của cha. Bởi vì cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào cha mà bị thất vọng. Lạy cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của con. Amen. Lạy Chúa Giêsu,
Từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy sắp những người con ngoan hiền của Chúa và thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thể. Khi Chúa, linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Chúa, nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ, để họ cũng được cùng với chúng con tôn vinh lòng thương xót kỳ diệu của Chúa, và đừng để họ lìa xa trái tim vô cùng từ bi Chúa. Lạy Cha hằng hiếu, xin trai vâng đến những linh hồn các người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả. Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen mầu nhiệm mình thánh rất sang trọng, mầu thánh rất châu báu vô cùng. Bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tôi, là bữa trọng trên hết các bữa, thì đã giữ cho đồ các phép đạo cũ chuyển lại mà ăn bữa này. Đoạn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn, ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hoa lên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải tạ lạy phép rất thanh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giao hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Sa-tan xước hồn mêu ma vây vòng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tan gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ đức giáo hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời đứng mở sách trang 34. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người, vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Xin mời quý mở sách trang 22. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đầy phép nhiệm màu cực linh khôn xanh, Thiên Chúa cao quang bơi nơi thiên đình, ngự trong hình bóng để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm, Giê-xu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái, con nơi lưu đây về nơi mong chờ, xây nguồn yêu thiết tha suốt đời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng với qua đoàn Thánh Cecilia, chúng con đến bên nhân Thánh Chúa trong giờ chầu cuối của ngày hôm nay. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì một ngày bình an, một ngày chúng con được sống trong sự quan phòng trở che. Khi chúng con đi ngủ, chúng con cũng xin dâng đêm nay cho Chúa, xin Chúa gìn giữ linh hồn và thân xác chúng con luôn được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này chúng con tin thật Chúa đang ngự trên bàn thờ và Chúa cũng đang nhìn đến mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn chúc phúc lành cho từng người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những ưu tư, những ước nguyện, những nhu cầu của anh chị em chúng con. Giờ đây, qua giờ kinh tối, xin Chúa cũng thương nhìn đến và ban muôn ơn phúc lành cho chúng con. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và trên hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Đêm tôi xuống dần trên cõi thế,
đoàn con chạy đến Chúa Càn Khôn, ngàn muôn ơn thanh xin đổ xuống, giữ gìn chúng con cả xác hồn. Mơ thấy Chúa Trời lòng nguyện ước, thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon. Vầng đông lấp lo chân trời thăm, sẽ hát mừng Ngài khúc nhật khoan. Ban xuống chuỗi ngày đầy sương sương, bồi thêm sinh khi kéo tàn phai, chập chờn bóng tối gieo sơ hai, xin hãy đốt nên lửa sáng người. Đồng thân ca tụng Cha hằng hữu, và thân tử Ngài đấng phục sinh, thần linh thân ai ơn phù trợ, muôn thuở ngàn đời mãi hiền vinh. Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín đáp lại lời con, vì Ngài công minh. Xin chớ đòi tôi tơ ra xét xử, vì trước thân nhân Ngài chẳng có người nào công chính. Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất, đẩy vào chôn tối tăm như những người đã chết từ bao thua. Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tin ra lạnh trong mình. Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa, và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Xin cứu con thoát khỏi đền thù, lạy Chúa bên Ngài con chú ơn. Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thường hiền, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khi tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu. Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài xin cho con được sống, bởi vì Ngài công chính xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và trên hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, xin đừng ân mặt đi, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc chúng con, lạy Chúa Trời thần tin. Con xin phó thác hồn con. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho.
Khi chúng con đang ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thương tình với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Muôn lạy Chúa giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thay ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và trên hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho. Khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn, để cùng thương tình với Đức Kitô và nghỉ ngơi an bình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương chiếu rọi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa chúng con được vui mừng thức dậy hướng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng cho ta qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được chết lành. Này con là đá, trên viên đá này ta xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tăng sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc, đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xưng đáng đặt tới Chúa là Thiên Chúa chân thần và duy nhân. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời đứng mở sách trang 105. Kính chào Đức Nữ Vương, bà là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lẻ cây trông. Này con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trông bà, kêu bà mà khóc lóc, than thở với rên la.
trong lũng đầy nước mắt. Bà là nữ trang sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lời. Và sau đời khổ ai, xin bà khưng tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng bà Đức Giêsu Khải. Ôi lương ca khoan hồng, ôi tâm lòng xót thương, ôi diệu hiền nhân hậu, Trinh nữ Maria. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tung nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của Đức Bác Ai. Chúng con kinh mừng và cầu khấn người từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhẫm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm vác thành ra theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi. Sau hết được về nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kéo xa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen. Nhân dân Cha và Con và Thân Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.